Xin chào các anh chị đến kênh The Money NT. Thì còn 20 ngày thôi là đến Tết rồi. Thì không biết các anh chị đã chuẩn bị đón Tết như thế nào rồi ạ? Thì trong các công việc để chuẩn bị đón Tết thì em cảm thấy một công việc cũng rất là quan trọng nhưng mà cũng gây rất là nhiều phiền toái, đó là việc lau dọn và hút bụi. Thì công việc này cũng đòi hỏi rất nhiều công sức để có thể lau dọn nhà cửa của mình. Ví dụ nhà mình có nhiều các cái đồ đạc, có bộ bàn ghế chẳng hạn, hay là nhà mình cũng khá là rộng. Thì để em hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm có thể giúp cho anh chị có thể hỗ trợ cho mình được khá là nhiều khi mà mình có thể dọn dẹp để có thể đón Tết một cách gọi là trọn vẹn nhất mà nhẹ nhàng nhất. Xin giới thiệu mọi người, đây là con máy hút bụi của Bixel. Đây là một dòng Smart Clean với rất nhiều tính năng được tích hợp. Thì chúng ta sẽ cùng nhau unbox và xem là dòng máy hút bụi này có gì đặc biệt mọi người nhé. Sau khi chúng ta đã mở hộp tất cả phụ kiện thì chúng ta sẽ có các cái dụng cụ như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một quyển sách hướng dẫn, một cái đầu hút dài cho việc ví dụ mình hút trên các khu vực trần nhà chẳng hạn, một đầu hút có bàn chải như ở đây, một và một chiếc máy hút bụi là nhân vật chính của chúng ta, một đầu hút dài để nối các cái để nối cái phần máy và các loại đầu hút, và chúng ta sẽ có thêm một cái đầu hút cho mặt sàn. Đây là loại đầu hút mình sẽ sử dụng thường xuyên nhất. Thì nói qua một chút về thông số thì con này sẽ có công suất hoạt động là 720W và với công suất hút là tầm 3000W, với độ ồn xấp xỉ tầm khoảng 80 dB. Hộp chứa bụi thì sẽ có dung tích tầm khoảng 2 lít và có sợi dây để cắm điện khá là dài lên đến tầm 9 m, giúp cho việc mình cắm các loại ổ điện thì khi mà mình sử dụng nó không bị vướng hay là bị ngắn quá, mình có thể di chuyển một cách linh hoạt. Đối với dòng hút bụi Bixel này thì chúng ta sẽ có hai điểm nổi bật chính, đó chính là về lực hút và cũng như tính linh hoạt của nó. Về lực hút thì công suất hút của máy hút bụi Bixel này lên đến 3000W, có thể hút sạch bụi lên đến 99,9%. Kết hợp với hệ thống lốc xoáy cùng với 3 mức độ hút, có thể hút sạch các bề mặt như bề mặt thảm, bề mặt sàn hay là các cái bề mặt nhạy cảm. Chỉ với một lượt là có thể thấy ngay cái sự khác biệt giữa trước và sau khi hút. Tiếp theo là đến với sự linh hoạt của máy. Thì đối với các dòng máy hút bụi khác như em thấy thì sẽ chỉ có một đầu hút như này thôi. Nhưng đối với dòng hút bụi này thì nó tính ra có tổng cộng là 1, 2, 3 và 4 đầu hút. Thì nó sẽ có các cái nhiệm vụ khác nhau cho mỗi loại đầu hút. Như đầu hút này thì chúng ta sẽ dùng để hút các cái vị trí như trong phần ghế sofa hay như phần đệm, hay như phần có vị trí cao nhưng mình không thể với tới như kiểu trần nhà chẳng hạn. Ở đây chúng ta sẽ có hai đầu bàn chải giúp cho việc mình vừa cọ vừa hút nó sẽ tiện hơn. Và cái đầu hút đặc trưng của máy thì ở đây nó sẽ có một cái khá là đặc biệt là ở phía hai bên của đầu hút nó sẽ có cũng có hai đầu bàn chải giúp cho việc khi mình hút ở các cái cạnh nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, bởi vì nó sẽ vừa cọ và vừa hút để các cái vết bẩn và các cái bụi bám lâu ngày thì nó sẽ bung ra và mình hút nó sẽ dễ dàng hơn. Cùng đi kèm với nó thì ở đây chúng ta sẽ có một cái gạt. Khi mà chúng ta ấn cái gạt xuống thì ở phía bên trên cũng sẽ xuất hiện một cái dãy lông bàn chải. Thì nó cũng bổ trợ như hai cái đầu ở đây bên này, cho việc là khi mà mình hút thì mình sẽ vừa cọ và các cái bụi bẩn nó sẽ long ra và hút nó sẽ dễ hơn. Như ở đây thì cái đầu này chính ra là sẽ có vừa hai bên cạnh cũng như là phần mặt trước luôn. Nó hút thì nó sẽ rất là tiện hơn rất là nhiều. Thế ở đây thì lúc anh em có nói mọi người thì cái chiều dài dây điện của cái con máy này sẽ lên tầm khoảng 9 m, thì chúng ta sẽ cùng xem là nó dài có đúng như thế không nhé. Đây, như ở đây là có một cái vạch vàng là kéo hết cỡ rồi. Và cái chiều dài của nó thì chắc là cũng sẽ không được đến 9 m nhưng mà cũng đến tầm khoảng 5-6 m, thì cũng giúp cho việc là khi mà mình hút thì nó sẽ linh hoạt hơn. Và khi mà mình hút thì mình sẽ hút được mọi vị trí và di chuyển nó linh hoạt và không bị vướng hay là bị vấp một cái gì cả. Và cũng như các dòng hút bụi khác thì nó cũng sẽ có nút ấn vào. Ở phần máy thì chúng ta sẽ có một cái lồng chứa bụi. Thì cái lồng này là có dung tích tầm khoảng 2 lít. Và khi mà mình sử dụng xong thì mình có thể ấn nút này để cái phần lẫy này nó sẽ rơi ra và mình rác nó đổ xuống. Mọi người chú ý là để ngay ở trên thùng rác.
và ấn nút là rác sẽ tự động rơi xuống. Còn về cái cơ chế hút của nó thì nó sẽ như thế nào? Dòng này thì nó sẽ hút theo đường này và thông qua đường hút thì nó sẽ rác sẽ chứa ở trong cái lồng này và đi ra ở đường này. Thì khi mà đi ra ở đường này thì nhà sản xuất sẽ sản xuất thêm, trong máy sẽ có 4 cái lớp lọc bụi nữa để khi mà gió thổi ra sẽ không còn bụi thổi vào bay trong nhà. Thì ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 lớp lọc bụi mịn, bao gồm là lớp đầu tiên là đây. Lớp đầu tiên sẽ là ở phần phía bên trên trong của máy. Đây sẽ là lớp đầu tiên. Lớp thứ hai thì nó ở ngay sau cái lồng hút bụi là ở đây. Mọi người có thể thấy ở đây. Lớp này khá là nhỏ so với cái lớp đầu tiên. Và hai lớp sau cùng là phía sau của máy. Sau ngay cái phần bộ phận thổi ra, chúng ta sẽ có lớp đầu tiên ở phần trong này. Đây sẽ là lớp đầu tiên. Và lớp thứ hai là lớp cuối cùng, cũng là lớp một lớp xốp. Thì các cái lớp này mình vệ sinh rất đơn giản, mình cần rửa qua với nước thông thường và mình sẽ phơi khô tầm khoảng 24 giờ cho đến khi cho đến lần sử dụng tiếp theo là mình có thể dùng được. Ở phần trên này chúng ta sẽ có 4 nút, là bao gồm nút thu hồi dây khi mà ví dụ mình sau khi đã lau xong thì mình muốn nhanh gọn thì mình lại. Ở phần trên này thì chúng ta sẽ có 4 nút, là nút đầu tiên chúng ta sẽ có nút thu hồi dây khi mà mình lau xong, nút nguồn để mình bắt đầu khởi động máy và hai nút là điều chỉnh mức công suất. Thì máy này sẽ có 3 mức công suất, mình có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với cái loại mình đang hút, như kiểu mức công suất cao nhất thì em hay thường để hút sàn, hay là mức công suất nhỏ cho những cái loại như kiểu đệm ghế sofa hay là hút thảm chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để lắp con máy hút bụi này nhá. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lắp phần này vào phần đường ống của máy. Thì ở chỗ phần này chúng ta sẽ bấm hai cái phần trắng trắng này và mọi người sẽ nhìn vào cái phần cái lẫy ở dưới để cắm vào phần dưới của máy. Đấy, vậy là chúng ta cắm được cái đường ống. Tiếp theo chúng ta sẽ cắm vào cái ống này của máy. Ấm thì mọi người sẽ nhìn vào cái phần này. Có cái thanh đen đen này thì mọi người sẽ cắm vào phần trên. Còn phần dưới chúng ta sẽ cắm phần này. Phần này thì mọi người sẽ nhìn ở đây là chúng ta có cái phần đen đen. Và chúng ta sẽ cắm căn làm sao cho cắm phần dưới ở đây. Thì khi nào mà nghe tiếng tách một cái là máy đã cắm được vào rồi. Đấy, nghe được tiếng tách một cái là máy đã cắm được. Và bây giờ chúng ta sẽ có thể bắt đầu hút. Và vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu sơ qua cho mọi người về chiếc máy hút bụi Bissell Smart Clean này. Thì đối với em thì em cảm thấy cái dòng hút bụi này nó sẽ có một số cái nhược điểm so với những cái dòng hút bụi cầm tay mà các anh chị em hay sử dụng, về cái tính linh hoạt, nhỏ gọn cũng như tiện lợi hơn. Nhưng mà bù lại thì với tuy có một cái thiết kế nó hơi cồng kềnh một chút, nhưng mà nó sẽ có một cái ưu điểm, đó là có cái công suất hút rất là mạnh, có cái sự linh hoạt trong cái việc mình hút, và cũng có các loại đầu hút nó rất là đa dạng cho việc mình hút thảm, hút sàn hay đệm ghế sofa, trần nhà. Thì nếu mà anh chị có các cái thắc mắc hay như là có cần thêm các thông tin gì về dòng máy này thì có thể liên hệ với bên em, thì bên em sẽ giải đáp chi tiết các cái thắc mắc của anh chị. Và cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của bên em, và xin chào và hẹn gặp các anh chị trong những video review tiếp theo.